Ngày 20 tháng 7, ngay sau khi nhận được thông báo liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng được phát hiện qua test nhanh tại Bệnh viện Bà Rịa, có địa chỉ thường trú tại huyện Long Điền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập tức triển khai lực lượng, phương tiện, phun thuốc khử khuẩn những khu vực liên quan đến các ca bệnh. Đội phun độc khử trùng đã tiến hành khử khuẩn tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Long Hải, tại các chốt phong tỏa, các trục đường và xung quanh khu vực thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, với hơn 12 mét khối nước được pha với thuốc chloramin B theo tỷ lệ quy định. Đối với những hẻm nhỏ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với trạm y tế huyện huy động nhân lực và sử dụng máy phun tay, đảm bảo 100% bề mặt đường, vật dụng, phương tiện đều được khử khuẩn bằng dung dịch chloramin B, đáp ứng yêu cầu an toàn trong công tác phòng chống dịch.